Tin Mễ Du, Bosnia Herzegovina. Đức Tổng giám mục Jose được bổ nhiệm làm phái viên tòa thánh tại giáo xứ Mễ Du. Hôm thứ năm 31 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Hendrik Jose làm phái viên đặc biệt của tòa thánh tại giáo xứ Medjugorje ở Bosnia Herzegovina. Nhiệm vụ của Đức Tổng Giám mục Horser không phải đến để kiểm tra tính xác thực của những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra tại Mỹ Du, nhưng là để phục vụ. Liên quan đến sự kiện được coi là các cuộc hiện ra, một bản tường trình được đệ trình lên Đức Thánh Cha hồi tháng 5 vừa qua đã dẫn đến một phán quyết tích cực về các cuộc hiện ra đầu tiên, nhưng đồng thời cũng nêu ra những nghi ngờ mạnh mẽ về hiện tượng này vẫn còn tiếp tục. Đức Thánh Cha đã nói, về những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra hiện nay. Cuộc điều tra đưa đến những nghi ngờ, chính tôi cũng thấy khó chịu. Tôi thích Đức Maria là một người mẹ, hơn là một bà trưởng phòng ngày nào cũng gửi tin nhắn, người phụ nữ này không phải là mẹ của Chúa Giêsu. Tuy thừa nhận đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng Đức Thánh Cha cho rằng những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra này không có nhiều giá trị như các cuộc hiện ra đầu tiên cuối cùng về thực tế thiêng liêng và mục vụ này đức thánh cha cũng nhìn nhận có nhiều người đã đến đó và hoán cải nhiều người đã gặp chúa và thay đổi đời sống chúng ta không thể phủ nhận thực tế thiêng liêng và mục vụ này đức thánh cha nhắc lại rằng đức giám mục khô sơ được phái đến để xem xét hoạt động mục vụ này diễn ra như thế nào rồi sau đó ngài mới đưa ra quyết định Ngoài ra, thông cáo của Vatican cũng xác định rằng sứ vụ được ủy thác cho Đức Tổng giám mục Jose, người sẽ đến sống tại Mỹ Du, nhằm để bảo đảm luôn có sự đồng hành thường trực với cộng đoàn giáo xứ Mỹ Du và các tín hữu đến hành hương là những người cần được quan tâm cách đặc biệt.